Xin chào các bạn, hôm nay Lucasa xin giới thiệu sản phẩm lò nướng Sanjo Aqua Modern TO EZ9074, lò nướng 60 lít, dung tích 2000W. Bây giờ chúng ta sẽ mở hộp sản phẩm ra. Đây là phiếu bảo hành, phiếu bảo hành chính hãng Sanjo trên toàn quốc. Khách hàng có thể bảo hành chính hãng tại tất cả các tỉnh thành. Lò nướng 60 lít bằng inox rất đẹp. Chúng ta có thể nhìn qua sản phẩm. Tất cả xung quanh đều bọc inox. Rất đẹp luôn. Chúng ta nhìn qua bên trong. Ở bên trên có hai thanh nhiệt, ở bên dưới có hai thanh nhiệt. Lò nướng này là có một xin quay và không có hệ thống đèn chiếu sáng, cũng không có hệ thống quạt. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn chi tiết về bảng điều khiển. Chúng ta xem lại các nút điều khiển. Lò nướng Sanjo TO EZ9074. Nút đầu tiên là nhiệt độ từ 100 tới 230 độ C. Nút thứ hai là nút về thanh nhiệt và xin quay. Đây là chế độ lửa trên. Đây là chế độ lửa dưới. Còn đây là chế độ lửa trên, lửa dưới. Và bên tay phải đây là chế độ lửa trên và thanh quay. Đây là chế độ lửa dưới và thanh quay. Và cuối cùng là chế độ lửa trên, lửa dưới và thanh quay. Rồi chúng ta rất tiếc là lò không có hệ thống quạt cũng như là đèn. Rồi lúc cuối cùng là lúc thời gian, chúng ta hẹn giờ là từ 0 cho tới 60 phút. Lúc thời gian thì là lúc bật và tắt lò. Chúng ta nhìn qua về bên trong lò. Bên trong rất đẹp. Hệ thống cửa kính 2 lớp. Chúng ta nhìn thấy hệ thống cửa kính là 2 lớp. Một lớp ở kính bên trong, một lớp ở kính bên ngoài.
nhìn nó rất đẹp, tất cả là bọc bằng inox. Và bây giờ chúng ta sẽ xem về các phụ kiện kèm theo. Sản phẩm sẽ bao gồm các phụ kiện như sau. Chúng ta sẽ thấy rằng đây là vỉ, đây là vỉ nướng rất đẹp. Đây là tay cầm khay và vỉ nướng. Còn đây là tay cầm xương quay. Và đây chính là xương quay. Xương quay chúng ta dùng để quay vịt, quay gà, quay thịt cá. Chúng ta cho một đầu vào đây, cho đồ ăn vào đây. Chúng ta giữ cố định người lại, vít ốc chặt lại, cố định đồ ăn. Khi chúng ta biết được cố định rồi, chúng ta sẽ cho vào đây. Đó, chúng ta sẽ quay ở đây. Và chúng ta có một cái khay. Cái khay này chúng ta để ở cuối. Để ở cuối để chúng ta hứng hứng dầu mỡ hoặc đồ ăn rớt. Đó. À, hiện tại Lucasa đang bán sản phẩm lò nướng Sanzo TOR9074 là 2.050.000. Các bạn có thể đặt hàng theo số điện thoại là 0837658579 hoặc 0909886183. Khách hàng cũng có thể truy cập để xem chi tiết sản phẩm ở trên website www.lucasa.vn. Bây giờ chúng ta sẽ đo chi tiết về kích thước của lò. Lò có chiều dài là 62, chiều cao là 42. Chiều sâu chúng ta tính tới phần tay cầm là khoảng 48. Bây giờ chúng ta sẽ đo về lòng lò. Lòng lò dài khoảng 46, sâu lòng lò sâu 30 33. Chiều cao chúng ta chú ý, chiều cao có hai chiều cao, chiều cao từ dưới từ đáy và lên trên, đáy lên trên, từ đáy mà lên tới trên mặt là khoảng 30 35 đi. Còn chiều cao mà từ hai thanh nhiệt với nhau á, có hai nhiệt với nhau là khoảng 30. Và chúng ta phải nhìn qua lại về lò, giới thiệu qua lò lại là lò có cực cứng hai lớp rất chắc chắn. Lò là bọc toàn bộ bằng inox sáng bóng đẹp, mà lúc điều khiển được bọc bằng inox. Chúng ta có 3 lúc điều khiển. Phụ kiện của sản phẩm chúng ta vừa thấy, chúng ta có một khay, một vỉ, một xiên và hai tay cầm. Toàn bộ phụ kiện chúng ta có một khay, một vỉ, một xiên và hai tay cầm. Phiếu bảo hành, chúng ta có phiếu bảo hành chính hãng của Sanzo trên toàn quốc. Khách hàng ở bất kỳ tỉnh thành nào đều có các trung tâm bảo hành ở các tỉnh đó. Rồi, Lucasa đang bán với giá là 2.050.000. Một chiếc lò nhìn rất đẹp, nhưng có một điểm trừ là lò không có quạt đối lưu, cũng như là không có đèn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.